motor giảm tốc mặt big loại tải nặng, mã R97 trục ra đường kính 60mm. Cái này gắn với động cơ IE3 thì nó tiết kiệm điện hơn các động cơ thường độ 20% nha. Cái phần chân đế nó kiên cố hơn so với motor thường, và cái thân ổ motor rất là dài, 4kg mà dài ngang với cả 5kW luôn. Tại vì cái lượng nguyên liệu làm rất là thừa để nó có thể là, thứ nhất là chịu tải, cái thứ hai đó là nó tiết kiệm điện năng rất là nhiều. Cái mã tôn Slick ở đây là mã tôn 600 nha. Hộp cực cong theo kiểu như là hàng, tại vì thường cái hàng này chỉ xuất sang Ý và Đức, cho nên là cái khuôn của nó rất là đặc biệt. Nó làm thiết kế khuôn nó tinh xảo, giống như nó tương tự như động cơ xi men đó. Thì cái này chúng ta có thể khuấy một cái bể từ 10 đến 30 khối nhé, tất nhiên là tùy cái loại dung dịch. Thế còn nếu mà muốn khuấy những cái bể nào mà lớn hơn hay là dung dịch sệt hơn thì có thể dùng tới loại mặt bích, đây là 137 này. Thì cái này tải trọng của nó có thể xử lý được rất là nhiều tấn nguyên liệu mặt bích đây. Lạnh thế này. Rồi anh chị cần thông tin gì liên hệ số điện thoại 098 460 1133 nhé.